Cùng một mức công suất tương tự về chức năng thì nên chọn máy xay cầm tay của Braun hay là Bosch? Cùng em xem hết video để tìm câu trả lời nhé! Trước mắt em đây là hai bộ máy xay cầm tay Braun MQ5235 và Bosch MS6CM6120. Hai bộ máy xay này đều có công suất 1000W với thiết kế và chức năng khá là tương đồng nhau. Nói về thương hiệu thì Braun hay Bosch đều là 19-10, khi đây đều là hai hãng lớn ở Đức và có độ phủ sóng trên toàn cầu. Braun với hơn 100 năm kinh nghiệm trong sản xuất đồ gia dụng. Riêng về máy xay cầm tay thì Braun còn được bình chọn là máy xay cầm tay số 1 thế giới và sản xuất 100% tại châu Âu. Trong khi đó, Bosch còn lâu đời hơn với hơn 130 năm hoạt động. Bosch đa dạng ngành nghề hơn. Nhưng dòng sản phẩm mà khách hàng sẽ luôn tìm đến hãng này lại chính là các dòng máy xay, xay cực nhanh và bền chỉ trong vài giây. Về thiết kế thì tay cầm của Braun MQ52 có một màu trắng xám là thu hút và cũng trọng lượng cũng nhẹ hơn. Trong khi đó thì tay cầm của Bosch có màu đen tuyền, cầm thì nặng và chắc tay hơn. Phía trên tay cầm sẽ có các mức tốc độ. Dưới này thì sẽ có một nút giữ tốc độ thường và một nút giữ ở tốc độ cao hay còn gọi là turbo. Cả hai tay cầm đều có thiết kế công thái học với đường uốn lượn ở phần trên để phù hợp với cấu trúc của bàn tay người dùng. Theo quan điểm cá nhân thì em sẽ có phần ưu ái dòng của Braun hơn. Thiết kế thì nhỏ gọn, màu sắc thì bắt mắt. Và cái phần tốc độ này cũng có thể dễ dàng điều chỉnh bằng một ngón tay cái. Trong khi của Bosch thì phần điều chỉnh này sẽ khó hơn một chút. Tuy nhiên màu sáng như thế này thì cũng sẽ dễ bám màu thực phẩm hơn. Nếu anh chị ngại điều này thì có thể chuyển qua dùng của Bosch. Màu đen tuyền không bao giờ lỗi mốt mà còn cực dễ vệ sinh. Bộ phụ kiện của hai sản phẩm này cũng khá tương đồng nhau. Phần tay cầm đều được trang bị động cơ tới 1000W. Một chân xay có thể xay trực tiếp súp, cháo ngay trong nồi, cốc đong, tô chứa cực tiện. Bosch còn tinh tế hơn khi chân xay này có ký hiệu vạch mắc. Đây là mức tối đa mà chân xay có thể tiếp xúc với bề mặt thực phẩm. Trong khi đó, ở Braun không có đặc điểm này. Một cối xay thịt được làm từ nhựa không chứa PPA. Cối này ngoài xay thịt ra thì còn có thể xay các gia vị như hành tỏi, rau củ hay là phô mai. Một cốc đong có chia vạch thể tích. Cả hai cốc này thì đều có dung tích 600ml. Anh chỉ có thể cho nguyên liệu trực tiếp vào đây để xay. Ngoài ra, cốc đong, cối xay thịt của Bosch còn được trang bị nắp đậy mà Braun không có. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng theo em đánh giá thì nó cực kỳ tiện, đặc biệt khi anh chị muốn bảo quản thành phẩm ngay trong cốc hoặc là cối xay này. Dù để ngoài hay trong tủ lạnh thì chắc chắn có nắp đậy cũng sẽ vệ sinh và an toàn hơn. Trái lại thì Braun lại chiếm ưu thế hơn khi trang bị một đầu phơi đánh trứng, có thể dùng để đánh bông lòng trắng trứng, whipping cream hoặc là làm sốt mayonnaise đều tiện. Chưa kể là Braun có tới 21 mức tốc độ điều chỉnh, trong khi Bosch chỉ có 12 mức. Về lưỡi dao thì cả hai đều được làm bằng thép không rỉ cao cấp. Đối với Braun, đầu xay có hình chuông xoắn mang công nghệ độc quyền PowerPel Plus. Lưỡi dao cũng mở rộng hơn để tăng diện tích tiếp xúc. Nếu anh chị để ý thì phần đầu xay này sẽ có 6 đường lượn sóng. Khi xay thì thực phẩm sẽ được hút và đi theo 6 đường lượn sóng này đến phần lưỡi xay, giúp cho quá trình xay được mượt mà nhất. Còn đối với Bosch thì đầu xay sẽ có hình vòm, lưỡi dao 4 cánh. Không chỉ có lưỡi dao đối xứng siêu cứng và sắc bén mà còn có thêm lưỡi dao phủ thẳng đứng để làm tăng bề mặt xay cắt. Ngoài ra thì cả hai sản phẩm đều được trang bị công nghệ chống văng độc quyền nên hạn chế tối đa lượng thành phẩm bắn ra ngoài. Thực tế thế nào thì bây giờ cùng em test thử nhé. Đối với Braun có thể xay nhuyễn 300 gram thịt chỉ trong 15 giây, đánh bông lòng trắng trứng chưa đến 3 phút. Với 21 mức tốc độ cực kỳ dễ điều chỉnh kết quả từ chóp mềm đến chóp cứng, có thể thoải mái úp ngược. Còn với máy xay cầm tay của Bosch có thể xay núc ép dưa hấu và súp bí đỏ chỉ mất chưa đến 30 giây ở mức tốc độ trung bình. Cả hai đều hoạt động theo nguyên lý hút thực phẩm vào nên anh chị sẽ cảm thấy hơi nặng tay một chút khi nhấc đầu xay từ dưới đáy lên. Tuy nhiên để tránh thực phẩm bắn ra ngoài thì anh chị cũng không nên đưa phần đầu xay này lên quá cao. Một điểm cộng cực lớn của Bosch đó là chiếc máy này hoạt động êm ái hơn so với Braun dù xay ở mức tốc độ lớn nhất. Về vệ sinh thì cả hai bộ sản phẩm này đều dễ dàng tháo lắp với thiết kế nút nhấn ở hai bên hông này. Đa số các bộ phận như là cốc đong này, cối xay thì đều có thể cho vào máy rửa bát. Tay cầm thì chỉ nên lau bằng vải mềm. Chi tiết cách vệ sinh thì em sẽ để hình ở đây cho anh chị tham khảo. Một lưu ý quan trọng đối với máy xay cầm tay đó là khi mình xay nhiều và liên tục thì sẽ làm cho phần motor bên trong này sẽ nóng lên. Do đó cần có khoảng nghỉ giữa các lần xay, thông thường là 3 phút để cho máy hoạt động được bền hơn.
Nói về giá cả thì cả hai sản phẩm này đều thuộc phân khúc từ 2 tới 2 triệu rưỡi. Trong đó của Braun thì được trang bị thêm một phới đánh trứng mà giá thì rẻ hơn đâu đó tầm 4-500. Tổng kết lại thì em nghĩ là gia đình anh chị nào cũng cần sắm những chiếc máy xay cầm tay như thế này, đặc biệt là khi nhà mình có em bé này hoặc là người già, chúng ta thường phải nấu súp cháo thì những sản phẩm này sẽ rất tiện vì anh chị có thể xay trực tiếp thành phẩm ngay trong nồi. Nhưng ai ưa thích sự gọn nhẹ này, màu sắc thì trang nhã, hoặc lâu lâu muốn làm bánh, kem tươi với một mức giá cực kỳ phải chăng thì nhất định là không thể bỏ qua em Braun Merquin 5235 này. Còn nếu anh chị nào thích sự chắc chắn, hoạt động mạnh mẽ và độ ồn thấp, có thêm nắp đậy để bảo quản thực phẩm cũng như là đã quen dùng các máy xay nhà Bosch thì chiếc máy xay cầm tay Bosch MS6CM6120 này chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Vậy là vừa rồi em đã so sánh chi tiết hai chiếc máy xay cầm tay của Braun và Bosch với cùng mức công suất là 1000W. Anh chị thấy sao về hai sản phẩm này? Hãy cho em biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên là cả hai sản phẩm này đều đã có mặt tại showroom của Germany S&T tại số 86 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Anh chị có thể ghé qua để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm hoặc là liên hệ số hotline 084 246 3333 để nhận tư vấn chi tiết nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!